Nhìn những hình ảnh ngư dân Đà Nẵng đang kéo lưới trên biển quê hương mình, ít ai ngờ được suốt một năm qua, ngư dân Đà Nẵng dông tàu ra biển là phải đối mặt với tàu cá của Trung Cộng đang trên bắt cá trên vùng biển của Việt Nam. Phúc trình ngày 8 tháng 1 năm 2016 của ông Lê Văn Phúc, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 là năm qua đã phát hiện 264 lượt tàu thuyền Trung Cộng đánh bắt cá ở vùng biển Việt Nam, trong đó có 207 lượt tàu Trung Cộng đánh bắt cá hải sản ở khu vực đông bắc bán đảo Sơn Trà từ 45 đến 50 hải lý. Tàu Trung Cộng còn sẵn sàng tấn công ngư dân Đà Nẵng để tranh bắt cá. Không được ai bảo vệ, ngư dân Đà Nẵng đang chán ngán. Tùy theo sản phẩm mà, nhưng mà chịu chắc là 50 triệu, 10 triệu. Rồi cũng tòm đủ cái gì cũng không có dư gió. Rồi nó tai nạn nghề nghiệp rồi thiên nhiên, bão tố, gió máy rồi đó. Những ngư dân như ông Dũng mang cá đánh bắt về bỏ mối ở cảng cá Thọ Quang và cảng cá Thuận Phước. Cả hai cảng luôn diễn ra các hoạt động mua bán nhộn nhịp suốt ngày đêm và là điểm đầu mối cung cấp hải sản tươi sống cho các đơn vị chế biến thủy sản tại địa phương, một số tỉnh lân cận và các chợ nhỏ lẻ trong thành phố. Nửa đêm về sáng, chợ cá Thuận Phước rất nhộn nhịp bởi lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Trước năm 2000, nậu mua cá của tàu theo dạng đứt đuôi như cách nói của người dân trong nghề là mua quá hầm, lời ăn, lỗ đập và bán cho bạn hàng theo đơn vị chục. Hiện nay, nậu cá ra tận ngoài tàu cho giá, cân ký và đem vào bờ phân phối cho bạn hàng. Trong bờ yên ổn, nhưng ngoài biển thì ngư dân Đà Nẵng vẫn sợ tàu thép của Trung Cộng. Nhiều lúc coi như quánh gần nó rồi vậy, nó cũng dí đuổi vậy. Bình thường thì sợ gì đâu. Những hình ảnh này được gọi là đánh bắt cá bãi ngang. Ngư dân đánh bắt được con nào cũng tươi rối rối, không ướp đá, không chất bảo quản nên vẫn giữ nguyên vị béo, vị ngọt mà ai đã được ăn một lần thì nhớ mãi. Tuy là biển bãi ngang nhưng các loài cá cũng đa dạng phong phú về chủng loại. Cá ở biển bãi ngang tuy không lớn bằng cá biển ngoài khơi nhưng thỉnh thoảng ngư dân cũng trúng những chú cá to 5 đến 10 kg. Họ bảo đó là những con cá lạc đàn, đó là chút lộc mà mẹ biển đã ban tặng cho họ. Dịp năm mới, ngư dân Đà Nẵng ước gì nhà cầm quyền đừng sợ sệt Trung Cộng nữa. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ thành phố Đà Nẵng.